Hello, hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Vũ Lê. Và ngày hôm nay mình cực kỳ tràn đầy năng lượng và rất là vui luôn khi muốn chia sẻ với mọi người về điều này. Tức là mình mới vừa nhận được một chú gấu sĩ, một dòng mới có mặt tại Việt Nam. Thì dòng này đều, tên đầy đủ chúng là Codemeta Cobrisus. Thì ở những nước khác thì có thể là họ là có rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì mình là một trong những người đầu tiên từ xã hội chúng, thì mình rất là hạnh phúc, rất là tự hào, rất là vui luôn. Cho nên mình làm video này chia sẻ tất cả mọi người. Thì về thông tin thì mình nghĩ chắc là mọi người cũng đã biết rồi, đặc biệt trong hội của Celebrity của mình á, thì mình đã chia sẻ rất là nhiều, cách rất là chi tiết rồi. Nhưng mà để nuôi chúng, để trải nghiệm nuôi chúng thì hầu như là Việt Nam này chưa có ai cả. Cho nên đó lý do vì sao mình lại làm video này, và mình sẽ cập nhật cho mọi người xem cái quá trình mình nuôi chăm sóc chúng là như thế nào nha, để biết đâu sẽ là khởi đầu, là sự mở màn cho một cái thôi là gì nhỉ, à tức là sự khởi đầu cho một hành trình nuôi những cái tiếp nhận những cái gì đó nó mới mẻ hơn và nó thú vị hơn, chứ không phải đơn giản là chỉ là những cái dòng cơ bản lặp đi lặp lại nhé. Vui quá, vậy là khi nếu như mình có nói gì đó sai thì hay là không ấy mọi người, thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng ngắm những chú cua này, Cobrisus này cùng với mình nha.